À, chúc mừng, chúc mừng. Quá hô. Wow, Chúc mừng, chúc mừng. hay, đẹp quá, hay lắm, Đẹp quá. quá vô, hay lắm, À, trời ơi, nó chớp mắt kìa con. hay lắm, Mày giờ hay đẹp lắm, quá. đẹp quá. Quang hô, quang hô. Wow, Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng hay chúng quá. ta. Quang hà. Hey, Chiêu thuận đầu tư tàu diễn viên hút mặt đó nha. Náo nhiệt thiệt đó nha, cả làng đã chúc mừng cho họ. Đẹp lắm. Hay đó, anh đây làm ra. Hay gì đó. Quá. Bẻ, tâm lắm. Chiêu thuận. Bẻ, bẻ. Quang quang à. Chúc mừng, chúc mừng. Tâm lái chúc mừng. Hey. Chúc mừng, chúc mừng. 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 Chúc mừng, may mắn đắc nha. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn, cảm ơn. Giạc phạt đầy túi, càng lạp càng phát. Cảm ơn ông Dương, cảm ơn. Chúc mừng hai em, một vốn bốn lời. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chúc anh hai và Chiêu Thuận tôm cá đầy khoang, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn. Wow, nhất định vui vẻ, nhất định làm giàu. Kim Hà, anh và anh hai của em chơi với nhau từ nhỏ mà. Đẹp lắm. Tình cảm giữa anh và đấy còn sâu hơn biển cả nữa mà. Đẹp thiệt ha. Chúc cho bánh cá của ba mãi mãi bình an. Để cho tàu của ba lưới được rất nhiều cá lớn mang về đây. Nè, đừng có bao giờ ra vào đá ngầm. Khi gặp đá ngầm phải tránh xa ra nha. Miệng cùng quạ quá. Tàu của ba ra khơi rồi. Thuận bờ xuôi gió, gió. Tôm cá đầy quang. Thuận bờ xuôi gió, cá đầy quang. Tôm cá đầy quang. Thuận bờ xuôi gió. Lập chính cát, anh làm cái gì vậy? Anh không được đụng vào nó. Lâm chính cát, nó tượng trưng cho tàu của ba chị. Em thả nó xuống đi. Anh thả nó xuống đi. Ê, đừng vậy mà. Lâm chính cát, chính cát đừng làm vậy mà. Ta thả xuống đi. Anh bà em, đừng có thả em đi. Ta thả xuống đi, không được đốt tàu của ba. Đừng có đốt mà. Ta thả nó xuống đi. Đừng có đốt cát. Chị trả lại, trả lại tàu của ba em đi. Trả lại tàu của ba em. Lâm chính cát, trả lại đi đi. Trả lại của ba em mà. Trời. Tại sao lại đốt cho ba em? Sao ác quá vậy? Tại sao vậy? Anh đốt thì sao? Trời giết tao cho ba em đi. Trời anh chết nè. Trời ác ôn. Anh ác quá à. Sao anh đốt tao của ba em chứ? Anh đốt đó. Tại sao đột nhiên là như vậy? Anh thích đốt đó. Em làm gì anh? Anh dám đốt hả? Anh ác quá đi. Dám đến anh nữa. Hey, siêng năng dịch dụm, không thể cưỡng cầu. Những người cầu mong đốt lấy tiền vàng mã của chúng phó. Thần trong tâm linh, không thể hiện thân. Ăn không ngồi rồi, thắp nhang đốt đèn chỉ uổng công sức. Nên làm ra nha. Hay quá, hay quá, hay quá. Chúc mừng phát tài, chúc mừng phát tài. Ăn nên làm ra, ăn nên làm ra. Cảm ơn, cảm ơn. Thái Tâm Lăng, em đi theo chị. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Cũng không biết. Đi đi đi. Chuyện gì vậy? Nè, các người nhìn xem, các người nhìn xem. Nó đánh chính cát nhà tôi ra nông nổi này nè. Lần này không phải lần đầu tiên đâu. Có phải thấy chính cát nhà tôi khờ dại không? Hay là không xem nó như con người? Xem nó như súc sinh có phải vậy không? Thái Hà là anh em trong nhà, con không nên nói như vậy. Vậy mẹ muốn con phải sao đây? Sao mẹ bênh vực chú Út quá vậy? Hai người đều là con của mẹ. Sao mẹ thiên vị quá vậy hả?
Hai đứa cũng là cháu của mẹ, nhưng mẹ là bên Diệt Kiến Hiền. Hèn gì tục ngữ có câu: cha mẹ bất công, con cháu noi theo. Em vừa nói cái gì vậy? Em ăn nói với mẹ như vậy hay sao? Anh làm dữ với ai vậy? Chính Cát rồi bị đánh đập như vậy, thêm chút đã chết đuối với biển rồi. Anh không đòi lại công bằng cho nó, còn làm dữ với vợ mình. Anh có phải đàn ông không vậy? Trời ơi, ba, thằng Khái, hai người nói lại công bằng đi. Chính Cát nó bị đánh đập như vậy, còn có nên lên tiếng hay không, hả? Chị kêu em nói hả? Theo như những gì em hiểu về hai đứa bé này á, 8 phần lỗi do chính Cát gây ra. Em đúng vậy, em có nghĩ vậy. Em câm miệng, ai mượn em lên tiếng đâu. Nè, em làm cậu nói gì vậy sao? Hả? Sao em lại có thể bênh vực người ngoài như vậy? Chị hai, xin lỗi chị, nhất định là lỗi của Kiến Hiền nhà em. Lát nữa về nhà, em nhất định sẽ bắt nó phạt quỳ. Kiến Hiền, tại sao con lại đánh lộn với chính Cát? Con đánh nó ra nông nổi này, hả? Con... lỗi do chính Cát đó. Anh ấy đã đốt chiếc tàu của chúng con. Tàu gì? Thuận Hải Hiệu đó. Thuận Hải Hiệu hả? Ừ. Hả? Trời ơi, không phải vậy đâu. Đó là chiếc tàu giấy do tụi con xếp thôi, đặt tên là Thuận Hải Hiệu. Chính Cát lấy chiếc tàu của tụi con mang đi đốt, cho nên Kiến Hiền mới đánh lộn với nó đó. Em thấy chưa? Quả nhiên là chính Cát có lỗi trước. Đúng là con hư tại mẹ mà. Nè anh. Anh hai, con nít không hiểu chuyện, những lời tụi nó nói không nên tin. Đúng vậy, đúng vậy. Con nít nói đùa, mọi chuyện may mắn mà, ha, chỉ là may mắn thôi. đúng, con nít nói đùa mà. Nhà tôi đã chuẩn bị tiệc, tối nay chúng ta không say không về nghe, hả? Không say không về. À, đúng, không say không về. Nếu như thiếu rượu thì tập quán của tôi không thiếu à. Đúng vậy, tất cả là do ba em cung cấp miễn phí. À, hả? Được. Nè. Ba có nói miễn phí không vậy? Hả? Con sao vậy? Con muốn giết ba hay sao? đi, chúng ta đi uống rượu đi. Đi thôi. Không sai không về, lên đường thôi. Đi thôi. Em muốn ăn món này. Được, há miệng ra. À. Ê trời ơi, con bắt quỳ sao? Con nít không chịu đựng nổi. Mẹ nghĩ nên cho Kiến Hiền đứng dậy ăn cơm đi. Mẹ à, tính nó cố chấp lắm. Bảo đói nó một lần, cho nó nhớ bài học sau này. Còn nít mà, có ai chưa từng làm lỗi. Còn cho nó đứng dậy ăn cơm đi. Dù sao, cũng phải chờ chị hai về mới cho nó đứng dậy được. Còn đó, lúc nào cũng nghĩ tới người khác. Mẫn Nguyệt à. Dạ. Nè, con mang thức ăn này ra ngoài đại sảnh mời khách ăn. Minh Nguyệt. Dạ. Được rồi, đi. Xin mời. Được. Mọi người ăn thiệt tình, uống cho đã, được cái sáu nha. Được. Hôm nay vui thật, nhưng chị vẫn phải nhắc lại là anh em ruột cũng phải tính sòng phẳng. Sau này em lời được tiền đó nha, nhất định phải ưu tiên trả tiền dai lẫn lãi cho anh chị đó. Sao em lại nhắc chuyện đó trong lúc này vậy? Tàu của Chu Thuận vẫn chưa ra khơi đó. Đúng vậy, không hiểu chuyện gì hết. Nhưng mà tục ngữ có câu: thân ra thân, tiền ra tiền. Câu này cũng có lý đó chứ. Phải, bác nói đúng. Bác nói rất đúng. Con phải cảm ơn bác Xui và anh chị hai con. Cảm ơn mọi người đã cho con mượn tiền, giúp con đạt được ước mơ mua tàu. Sáng nay con xin cam đoan với mọi người, tôi sẽ trả đủ tiền vay, trả đủ tiền lãi và trả đúng thời hạn, không thiếu đồng xu nào. Mọi người yên tâm. Như vậy thì tốt. Chúng ta là bà con mà, mọi người đều biết. Có người tôi đây xem đồng tiền như phân thổ vậy. Ba mà không tính toán mới lạ đó. Đúng. Em nói đó nha, để tránh chuyện sau này em và Chiêu Sơn anh em phải trở mặt nhau. Không có đâu chị hai. Chị còn lạ với bản tính của Chiêu Thuận này chứ. Xưa nay em nói một là một, nói là làm được, chị cứ yên tâm đi. Đúng vậy, mọi người cứ yên tâm. Theo tướng mặt của Chiêu Thuận, liên tục 3 năm sẽ tiền vô như nước. Mọi người đừng quên, về chiếc tàu này tôi cũng có 1/4 cổ phần. Mọi người cũng thấy đó, Thuận Hải Hiệu
Chứ Thuận của Chiêu Thuận đi đầu, còn Chí Hải của Hồ Đại Hải tôi chỉ Hồ Tống thôi hả? Sao lại lớn nhỏ, sao lại trước sao? Giữa chúng ta với nhau có phải phân chia rõ ràng như vậy không? Ê, đúng vậy, đúng vậy. Nào, 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 các chị, xin mời. Mời. Chúng ta chúc mừng cho Thuận Hải Hiệu, ngày mai đã khơi tôm cá đầy khoang. Cạn ly. Kiến Hiền. Cầm lấy đi. Từ từ thôi. Coi chừng bị nghẹn đó. Ăn từ từ. Nè. Đưa cho em. Đưa em đi. Chị mẹ ơi. Bà. Chị. Mẹ. Con ăn đi. Gia đình của tôi thật ấm cúng, ngăn nắp sạch sẽ lại yên lành. Anh chị em hòa nhã hiếu thuận, ba mẹ ông bà đều từ tốn. Tuy nhiên không có vườn hoa lớn, xuân lan thu cúc bay mùi thơm. Tuy nhiên không có đại sảnh rộng, mùa đông ấm áp hè thoáng mát. Gia đình ấm cúng ơi, tôi không thể xa rời nó. Ân huệ của nó rộng hơn trời. Giọng ca của mẹ nghe hay thật. Không thuyền xuất thân từ trường âm nhạc đó. Giọng hát của mẹ hồi còn trẻ nghe hay hơn nhiều. Hồi đó mẹ thường xuyên bắt cặp với ba, họ cùng quà tấu piano nữa, cùng nhau hợp ca. Có vậy mới nói họ là cặp đôi ân ái, kiếm một người phải ganh tị đó. Chỉ tiếc là ba qua đời quá sớm. Mẹ với thân phận của tiểu thơ nhà giàu, nhưng lại lấy một dân chài gian biển. Sau đó theo ba chịu khổ cả đời. Tình yêu mẹ dành cho ba quả thật là cao cả. Đúng vậy. Ba anh mất sớm, xưa nay mẹ chưa từng nghĩ bước thêm bước nữa. Cứ sống nuôi con cái trưởng thành, tình cảm đó thật đáng trân trọng. Số phận trớ trêu. Ba vốn cũng là học sinh của trường âm nhạc, nhưng không ngờ sau này lại trở thành dân chài lưới, còn bỏ mạng ngoài khơi. Mẹ từng nói, mạng của ba và anh đều kỵ nước, nhưng chuyện làm ăn của nhà mình lại có mối liên quan đến biển. Em thấy lo lắng lắm đó. Anh đâu phải ra khơi đánh cá như ba đâu. Bọn anh đầu tư mua tàu mà, đó vốn là hai chuyện khác nhau. Em yên tâm đi. Chờ sau khi Thuận Hải Hiệu chúng ta tôm cá đầy khoang, trước tiên chúng ta sẽ trả hết khoản tiền vay mua tàu, sau đó cố gắng dành dụm nè. Rồi sau này anh và Đại Hải hợp tác thành công ty vận tải. Trước tiên là mua tàu vận chuyển cũ làm thử, vận chuyển hàng hóa vượt biển ra khơi. Sau này phát triển theo hướng khai thác đường vận chuyển tàu biển vươn tới các nước trên thế giới. Anh phải cho gia đình có một cuộc sống giàu sang nhất. Em yên tâm đi, ba nhất định sẽ phù hộ cho anh. Anh nhất định sẽ thành công. Anh nhất định sẽ thành công. Tâm Lan à, anh cho em một cuộc sống sung túc nhất,
cuộc sống sung túc đến rồi. Không được đụng vào tàu nhà tôi. Đừng mà. Ngươi định làm gì vậy? Đừng mà. Đừng đụng vào tàu nhà tôi. Cháy rồi. Tàu cháy rồi. Đừng mà, tàu cháy rồi. Bởi người ta cháy tàu rồi. Chữa cháy đi, cháy tàu rồi. Có ai không? Cháy tàu rồi, ra đây hết đi. Cháy tàu rồi. Ơi. Cháy tàu rồi, chữa cháy đi. Ai vừa báo tin vậy? Hình như nói có tàu bị bốc cháy. Chúng ta đã coi đi. Đi. Ngọn lửa này xem bộ khá lớn đó. Là hướng của cảng cá. Ừ. Không biết tàu nhà ai bị cháy đây. Cô đi coi sao. Nè, chúng ta cũng đi xem thế nào đi. Mẹ à, đến gần nguy hiểm lắm. Mẹ đừng đi nữa. Mẹ à, bà nội. Chỗ nào bị cháy vậy? Minh Nguyệt à, ở ngoài này gió lớn lắm. Coi chừng nội bị cảm lạnh. Bao giờ nội vào phòng nghỉ ngơi đi. Còn mẹ đi tìm ba con hả? Bao giờ nhà đi. Có chừng nha. Bà nội à, tàu nhà ai bị cháy vậy? Không phải tàu nhà mình đâu. Không phải đâu. Bà nội à, nội yên tâm đi. Không phải tàu nhà mình đâu. Nội nghe xem, không còn tiếng động nữa. Mọi người đã giải tán rồi. Nội à, nội không sao chứ? Nội à. Con khờ quá. Họ không kêu la nữa. Như vậy chứng tỏ họ gặp ba mẹ con ở trên đường đi rồi. Họ cho ba mẹ con biết vụ cháy tàu như thế nào. Là tàu của nhà mình đó. Không phải đâu. Để con đi xem sao. Bẩn Nguyệt. Tàu của chúng tôi. Trời ơi. Trời ơi, cháy lớn quá. Trời ơi. Ông trời ơi. Ông trời có mắt không vậy? Ông có thương hại chúng con không? Ông kêu chúng con làm sao mà sống đây? Trời ơi. Thái Hà, em đừng có xúc động mà. Anh biết em làm vậy là vì chiêu thương nhà anh. Ai nói
em chị gia đình Chiêu Thuận. Tàu của Chiêu Thuận nó bị thiêu rụi rồi. Em biết thì phải đi đòi nợ đây. Thôi sao em có thể ăn nói như vậy trong lúc này chứ? Anh xéo nghe cho em, đổi cho tên ngu đần như anh bằng số tiền chúng ta dành dụm bấy lâu nay cho Chiêu Thuận mượn hết để mua tàu. Bây giờ nó thiêu thành tro bụi rồi. Anh kêu em đi làm gây điếp để kiếm tiền nuôi anh lúc tuổi già hay sao? Làm Chiêu Thuận, em tiền mà em mượn của chị lấy gì mà trả đây hả? Em nói đi, em trả tiền cho chị đi. Chị quá đáng đó. Chị quá đáng cái gì? Em thử hỏi họ đi hả? Những người này đều là chủ nợ của Chiêu Thuận. Các người mau nói thật đi, trong lòng các người có lo không? Các người không muốn đòi lại tiền sao hả? Anh là người cho Chiêu Thuận mượn tiền nhiều nhất, anh nói thật đi, anh không muốn đòi lại tiền hay sao? Anh nói đi, anh nói đi. Thái Hà, chúng ta là bà con với nhau mà. Là bà con, chính vì con nghĩ tình là bà con với nhau cho nên con đâu có lấy lãi, con chỉ lấy vốn lại thôi. Ông Dương, ông nghĩ có đúng vậy không? Chiêu Thuận, bây giờ anh có tính toán gì không? À, em nói chuyện đi. Cho chúng tôi thêm thời gian. Tiền mà chúng tôi nợ, chúng tôi nhất định tìm cách trả lại cho mọi người. Trả nợ? Bây giờ các người lấy gì để bảo lãnh đây? Đúng vậy, em lấy gì để bảo lãnh? Anh bảo lãnh? Đồ ngu đần, bảo lãnh cái đầu của anh đó. Hả? Tôi bảo lãnh. Ô Đại Hải, tôi lấy dương hãn của mình và tất cả tài sản của tôi để bảo lãnh cho Chiêu Thuận. Vậy được chưa? Tâm Lan à, chuyện của chị và Chiêu Thuận chính là chuyện của Hồ Đại Hải tôi. Trong mọi người, ai đang cầm giấy nợ của Chiêu Thuận, đúng 10 giờ trưa mai mời tới nhà Chiêu Thuận. Tại lúc đó tôi ghi giấy bảo lãnh cho mọi người. Hả? Thuận Hải Hiệu đã bị tôi châm lửa thiêu rụi rồi. Anh muốn hại Lâm Chiêu Thuận tan nhà nát cửa, thậm chí phải tha phương cầu thực, xem như đã thành công bước đầu rồi. Tiếp theo đây, anh muốn tôi làm gì? Chiêu Thuận, anh định làm gì vậy? Anh làm gì vậy chứ? Dễ bị cạp lắm đó. Anh muốn giúp anh tỉnh táo hơn. Cuộc sống sau này chúng ta sẽ sống như thế nào đây chứ? Chiêu Thuận, chúng ta có thể vượt qua được. Chúng ta nhất định có thể vượt qua được mà. Đây là chuyện lớn. Chuyện này vô cùng hệ trọng, y như biển cả, như cơn sóng thần ập đến chúng ta. Kể cả chạy trốn cũng không kịp. Kể cả chạy trốn cũng không kịp. Anh đừng làm như vậy, anh hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh đi. Sao mà anh bình tĩnh được? Anh từng hứa với Mẫn Nguyệt, sang năm sẽ đưa nó đến trường âm nhạc học piano. Nhưng anh lấy tiền đâu ra? Anh lấy tiền đâu ra? Mẫn Nguyệt là đứa bé hiểu chuyện, nó sẽ thông cảm thôi, nó sẽ thông cảm mà. Tâm Lan, anh có điềm báo. Cuộc sống sau này của mẹ, em và các con càng ngày khốn khó. Nghĩ tới sau này, chúng ta thiếu nợ nhiều như vậy, nên trả như thế nào và lấy gì để trả đây chứ? Anh có lỗi với em, anh có lỗi với mẹ, anh có lỗi với các con. Ông trời ơi, ông đối xử với con như vậy được sao? Ông có thể lấy mạng của con mà, tại sao ông làm như vậy? Ông có công bằng không? Chịu Thuận, anh đừng làm như vậy. Chỉ cần gia đình chúng ta ở bên cạnh nhau, chúng ta
ta có thể khắc phục, có thể vượt qua được. Chiều Thuận à, Chiều Thuận. Chị. Chị ơi, sao chị lại phá ống heo sớm quá vậy chứ? Chẳng phải chị đã nói là để dành để mua giày mới cho em hay sao? À, đúng đúng đúng, chị phải đếm lại xem có đủ tiền mua giày cho em không. Ồ, vậy em đếm phụ chị nha. Ê, em đi ngủ trước đi, sáng mai còn phải đi học đó. Nếu không, chị không mua giày cho em đâu. Ồ. Ba, vì gia đình này, con thấy ba vất vả như vậy, con cảm thấy đau lòng lắm. Tuy con còn nhỏ tuổi, nhưng con thật lòng muốn chia sẻ với ba. Ba, ba thường dạy con, làm người phải có niềm tin, con sẽ nhớ mãi trong lòng. Lòng tin. Ba ơi, ba không nên đánh mất lòng tin. Chiều Thuận, chúng ta vẫn phải sống. Anh cứ không chịu ngủ, sức đâu anh chịu nổi. Chúng ta ráng lên sẽ vượt qua được. Các con vẫn chưa ăn sáng đó, anh ngồi dậy đi. Chị, có bao nhiêu tiền, có đủ mua đôi giày bata cho em không vậy? Ừ, còn thiếu một chút. Thiếu một chút hả? Ờ, chị ơi, thiếu một chút là thiếu bao nhiêu lận? Còn phải xem giày của bác Dạng Kim có lên giá hay không nữa. Nếu không lên giá thì thiếu một chút, nếu như lên giá thì thiếu nhiều lắm. Phải xem nó lên giá bao nhiêu mới biết nó thiếu bấy nhiêu. Chị, em cũng phải mua giày mới. Giày của em vẫn còn mang được, sao lại đòi mua mới chứ? Do thầy Lưu nói đó. Thầy Lưu nói học sinh giờ lớp 1 phải theo kịp thời đại, cho nên phải mua giày mới. Nói bậy, làm gì có chuyện đó. Là thật đó, anh không tin, có thể đi hỏi thầy Lưu. Thầy Lưu còn nói phải mua sách mới, hôm nay phải đóng tiền, cần tiền để mua giày mới, mua sách mới. Em cần tiền tại sao không nói sớm, đến bây giờ mới nói chứ? Tại em quên, em đi xin ba. Không được đâu. Mẫn Giang, em đừng làm phiền ba. Tại sao vậy? Mẫn Giang, chị nói không được thì không được đi. Vậy em đi hỏi mẹ. Nghe lời chị đi, mẹ cũng không có tiền đâu, em đừng làm phiền mẹ. Thầy Lưu dặn phải đóng tiền, nếu không sẽ bị phạt đứng đó. Nói dối. Em không nói dối, em không nói dối. Mẹ. Đừng kêu nữa mà. Em phải tìm mẹ. Em đừng kêu nữa. Mẹ. Em còn kêu chị sẽ giận em đó. Mẹ ơi. Đừng khóc, em khóc chị đánh đòn đó. Mẹ ơi. Minh Nguyệt. Con là chị hai, con không phụ giữ em, con chọc cho tụi nó khóc. Con làm gì hai như vậy à? Trời ơi, có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã đánh con rồi hả? Mẫn Nguyệt à,
Có chuyện gì vậy hả? Chuyện gì vậy con? Chị hai không cho con xuống giường. Tại sao chị con lại không cho con xuống giường? Chị hai nói không cho là không cho. Sao con ngang quá? Lúc này là lúc nào mà còn gây thêm phiền phức cho ba? Cũng do thường ngày ba quá cưng chịu con sao hả? Đi, ba phạt con ra ngoài quỳ. Anh đừng làm như vậy. Anh cho tụi nó ăn sáng rồi đi học có được không hả? Anh đang dạy con, em đừng xen vào. Đi, ra ngoài sân quỳ. Chiều Thuận à, xưa nay con không có đánh con đâu, tại sao hôm nay lại ra tay vậy? Hả? Hả? Kiến Hiền à, đưa mấy em ra ngoài ăn sáng đi. Đây anh. Đi thôi, cái đồ khóc nhẹ. Cũng tại em hết đó. Người lớn có bao nhiêu áp lực cũng không nên mang áp lực trút lên con cái. Các con ra ngoài ăn sáng đi, đừng bắt Mẫn Nguyệt quỳ quá lâu. Mẹ à, mẹ không ăn sáng sao? Mẹ ăn không vô đâu. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ không trách con. Tầm Lan, sau khi tụi nó đi học rồi, con vào phòng mẹ một lát nha. Hả? Số nữ trang này, con cầm lấy đi. Mẹ, mẹ đừng làm như vậy. Con cứ cầm lấy đi. Mẹ đừng làm như vậy mà. Mẹ. Mẹ. Chị hai ơi, đây là thức ăn mà hôm qua khách ăn vừa bỏ lại á, chị ăn đi. Hả? Ăn đi mà. Ủa, chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã bị phạt quỳ rồi. Nè, sao con không trả lời? Đúng là mất dạy, không biết ba con dạy con như thế nào nữa. Con chào bé. Ba mẹ các con đâu? Ủa, sao sáng sớm các con lại uống nhầm thuốc câm vậy? Đây là quà lưu niệm duy nhất do ba để lại cho mẹ đó. Tâm Lan. Trời ơi, tối qua cả đêm chị không chợp mắt được. Tại chúng ta là bà con, cho nên mới sáng sớm chị đã qua đây quan tâm các em rồi. Ủa, đây là gì vậy? Chị hai, đây là nữ trang mà thường ngày mẹ đeo chứ đâu. Trời ơi, thật đúng lúc, chị đang định tìm mẹ và hai em để bàn bạc về chuyện này nè. Chiều Thuận à, dù sao chúng ta cũng là người nhà với nhau, tục ngữ của câu có của không để rơi vào tay người ngoài vẫn là em hiểu lý lẽ. Sợ đồ của mẹ rơi vào tay của người khác, cho nên em lấy đưa cho chị, vậy mới là bà con chứ hả? À, hai em giao đồ cho chị còn hơn bị người ta siết nợ. Chị hai à, em ra xem tụi nó thế nào. Tâm Lan. Ê, Chiều Thuận, mấy thứ này chị tạm giữ lại, lát nữa chị còn phải vào phòng của mẹ để tìm kiếm. Chị nhớ hình như mẹ còn một số nữ trang của hội môn gì đó, không thể bị người ta lấy đi được. Chị hai à, chị. Ba ơi, con phải đóng tiền. Đóng tiền gì chứ? Thầy Lưu nói phải mua giày mới và sách mới. Hôm nay con phải đóng tiền rồi, nếu không sẽ bị phạt đứng đó. Bao nhiêu tiền? Con mua giày mới chứ gì. Tiệm tạp hóa của ông bác Dạng Kim có bán. Lát nữa bác dẫn con đi chọn một đôi nha. À, còn giày sách mới. Nói chung là chính các nhà bác cũng không thích học. Bộ sách mà trước kia nó học rồi, y như sách mới vậy đó. À, con cứ lấy đi học được rồi, không cần mua nữa.
À, Chiêu Thuận à, hôm nay chị đến đây có chuyện muốn bàn bạc với em. Trong tay em nếu có tiền mặt định trả nợ, dù sao cũng phải trả cho chị trước, dù sao cũng là người nhà mà, em nghĩ đúng vậy không hả? Cả đêm ba con không ngủ cho nên mới nóng tính, đừng để trong lòng nha. Không có đâu, tại con không ngoan, không nên chọc cho ba nổi giận. Con ngoan lắm, mau ăn sáng đi, ăn xong còn phải đi học nữa. Ừ. Hả, Mẫn Giang đâu? Ừ, em nó đi xin tiền ba rồi. Đi xin tiền à? Mẫn Giang, con sao vậy? Chị Hai à, ăn sáng đi. Không đâu, chỉ còn phải đến chỗ mẹ. Nè. Ủa? Thật đúng lúc, tiệm chúng tôi đang thiếu tiền lẻ để thối cho khách. Số này giao cho chị nha. Trời ơi, hình như không đủ 100 cái đâu. Nè, là người nhà với nhau, cứ tính chẳng 100 cái đi. 100 cái tiền xu này quy ra thành 50 đồng. Nếu đổi thành tiền Pháp, nó tương đương 2 hào. Ừ, có thể mua được 1 cân thịt heo. À, cứ xem như các em trả 2 hào đi ha. Lấy đồ ra nhiều tiền xu như vậy, có phải mẹ cho không? Ha, chị nói xưa nay mẹ không thương chị, chỉ biết thiên vị gia đình em thôi. Kể cả tiền xu cũng để dành cho hai em hết à. Bà cụ đó ngày xưa đúng là xuất thân từ gia đình giàu có nhiều nữ trang quý giá như vậy. Cũng may là mình đi sớm, nếu không á hả, đã bị người ta lấy mất rồi. Nè, các con đi nhanh lên, bắt đứa con đến chỗ của ông Vạn Kim để lấy giày ha. Mẹ, chính con đã liên lụy mẹ. Không, do kiếp trước mẹ đã nợ nó. Mẹ à, mẹ đừng đau buồn, con và Chiêu Thuận không cần bao lâu nhất định sẽ tìm cách lấy lại số nữ trang của mẹ từ chỗ của chị Hai. Có lẽ các con nói đúng, giao cho nó còn có cơ hội để chuộc lại, nếu cho người khác nhất định sẽ có đi không về. Nghĩ thoáng hơn đi, các con cố gắng, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt lên. Thôi được, đừng nghĩ tới nó nữa, giữ gìn sức khỏe là trên hết, giữ gìn sức khỏe là trên hết. Được rồi. Anh định ngày mai anh sẽ đi tìm việc làm. Nè, bác cho con dạy mới nè, cuối tháng nhất kêu ba mẹ con đến để trả tiền cho ông bác Vạn Kim nha. Không phải ba con đã trả tiền rồi sao? Số tiền đó bác chỉ trừ ra trong khoản tiền vay của ba con thôi. Tiền vay là tiền gì vậy? Ê trời ơi, sao phải tính tiền? Đôi giày này xem như chú biết cho các con hả? Chuyện nhỏ thôi, khỏi tính đi. Em nói cái gì vậy? Ê, khỏi tính hả? Vậy này, ba nói chất liệu của đôi giày này không tốt chứ gì. Con cũng cảm thấy như vậy. Ý Mẫn Giang à, chú lấy đồ khác cho con nha. Dạ. Ê, nè. Nè, em không được lấy đồ đó, mắc tiền lắm đó. Không sao đâu mà, nè. Đôi này chất liệu tốt hơn ha, chú biết cho con đó. Nè, con cầm lấy đi. Cảm ơn chú Khang. Đa tạ ông bác. Không có gì, không gì. Nè, không có gì đâu, đi về đi ha. Cảm ơn chú Khang. Đa tạ ông bác Khang. Nè, tạm biệt. Bà có bao nhiêu lời á, dành dụm bao nhiêu năm, trăm tuổi về già cũng để cho con thôi, cũng vậy thôi mà hả? Tiểu tử, chưa chi con đã nhắm vào tài sản của ba rồi à? Nè, dạ. Thằng Khái, tài sản của ba chị cũng có phần, sao em dành hết vậy? Các con, tức chết đi à? Con đi đồ nợ đi, bỏ lên đi đồ nợ, lên đi đồ nợ, đây 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 đồ nợ đi, đây đồ nợ, đây cho mày nợ với lên, đây 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 lên bên này nè, ông để cho nợ nợ đi, lên. Có chuyện gì vậy? Chị không biết, các em đi học trước. Đi đòi nợ. Nhanh lên. Kiến Hiền, hai em đi trước nha, chị Hai có chút chuyện. Em đi theo anh nha. Đi mau, tới nhà Chiêu Thuận đi, chúng ta tới đó để đòi nợ. Đó, phải đó, các người thật quá đáng. Tài của Chiêu Thuận mới bị thiêu rụi ngay tối qua thôi, bây giờ các người kéo ra đến nhà người ta đòi tiền. Dù nhà anh ấy là tiền trang cũng không kịp ghi ngân phí cho các anh đó. Anh nói vậy là sao? Thiếu nợ trả tiền, đó là lẽ đương nhiên rồi, đúng vậy không? Đúng á. Chẳng phải tối qua đã nói rõ rồi sao? Đúng 10 giờ trưa đây tới nhà Chiêu Thuận bàn chuyện trả nợ kia bà. 10 giờ, ông chờ tới 10 giờ, những thứ đắt tiền trong nhà họ đã bị một mình Hồ Sức Hà lấy hết rồi. Ý, anh nói gì vậy? Ai dám đến nhà Lâm Chiêu Thuận xiết đồ?
Chẳng phải tối qua đại hải đứng ra bảo lãnh cho đấy sao? Cam đoan Lâm Chiêu Thuận nhất định sẽ trả hết nợ cho các anh. Nhiều tiền như vậy, hắn lấy gì trả? 100 năm, 200 năm hay 300 năm? Anh nghĩ sao mà nói vậy hả? Đúng vậy, đại hải đã nói rồi. Với Dương Hãn và toàn bộ gia tài cá nhân cậu ấy, bảo lãnh Chiêu Thuận sẽ trả hết nợ cho các vị theo đúng thời hạn mà. Hả? Trả? Hắn lấy cái gì mà trả? Nãy hắn tự lo cho mình còn chưa xong, lấy cái gì bảo lãnh đây? Thuận Hải Hiệu mà trước đó Hồ Đại Hải đầu tư và mọi chuyện làm ăn khác thua lỗ. Bây giờ nhà cửa của hắn, Dương Hãn và tất cả mọi thứ đáng tiền đều mang đi cầm cố. Đồ của hắn chúng ta không lấy được đâu. Hả? Đúng, anh nói thật sao? Hắn bảo lãnh cho Chiêu Thuận, đó chỉ là để lừa gạt chúng ta thôi. Tôi nghe nói Hồ Sơn Hải em trai của Hồ Đại Hải hôm nay một mình đi gặp Chiêu Thuận. Hắn đòi phỏng tay cho chúng ta, kêu Chiêu Thuận làm bản cam kết thanh toán nợ nần. 10 giờ, chờ 10 giờ các người tới chỗ đó, tất cả mọi thứ đáng tiền trong nhà hắn đều bị một mình Hồ Sơn Hà đến đi hết rồi. Nè, từ từ mà nói, đừng có nổi nóng như vậy. Ý chị, sao lại vậy? Tối qua người làm lớn chuyện nhất chính là chị, tại sao bây giờ chị không đi vậy? Hả? À đúng rồi, con gái tôi đâu có dễ dãi như vậy. Cô đã làm gì? Nói bao. Trời ơi, ba ơi, chẳng phải bà hay nói thời buổi hiện nay thà chết không mất của, thà chết không chịu thiệt. Còn đó, đã kế thừa ưu điểm của ba. Thừa lúc họ chưa đến, mới sáng sớm cô đã lấy hết những thứ có thể rồi. Trời ơi chị, cô đã lấy cái gì? Bà coi, đây là những tài sản đáng giá nhất trong nhà của họ đó. Hả? Con, tại sao cô có thể làm chuyện này chứ? Hả? Con dù sao cũng là con dâu của nhà người ta. Con thật là quá đáng mà. Chị nói đúng. Nè, có tiền lấy tiền, không có tiền thì tới nhà xiết đồ đi. Đi, dạ lên, đi, 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 từ từ nói, đừng có nổi nóng mà. Nè, trời ơi, từ từ nói, đừng có nổi nóng như vậy, ha. Ê chị, sao lại vậy? Tối qua người làm lớn chuyện nhất chính là chị, tại sao bây giờ chị không đi vậy? À đúng rồi, con gái ta đâu có dễ dàng như vậy. Cô đã làm cái gì, nói bao. Trời ơi, ba ơi, chẳng phải bà hay nói thời buổi hiện nay thà chết không mất của, thà chết không chịu thiệt. Còn đó, đã kế thừa ưu điểm của ba, thừa lúc họ chưa đến, mới sáng sớm con đã lấy hết những thứ có thể rồi. Hả? Con đã lấy những gì? Nè ba coi, đây là những tài sản đáng giá nhất trong nhà của họ đó. À, con, tại sao con có thể làm những chuyện như vậy chứ? Dù sao con cũng là con dâu và người ta mà. Con thật là quá đáng mà. Chị không chỉ có quá đáng, em làm trai của chị hả? Đúng là xui tám kiếp đó. Em cảm thấy mất mặt với chị. Mẫn Nguyệt, con đừng đi nữa, con có đi cũng chẳng giúp được gì. Chú Khang Khái ơi, con không muốn họ đến nhà con khiêng đồ đạc đâu. Con không cho họ khiêng đi đâu. Cảm ơn con. Chiêu Thuận nhà bác có người bạn với anh hai con, đúng là phúc của nó đó. Nhưng mà dù sao cũng không thể để anh hai con trả nợ giùm cho nhà bác. Đúng vậy, lần này Thuận Hải Hiệu bị cơn lửa thiêu rồi. Số tiền mà Đại Hải đầu tư xem như mất trắng, bản thân anh ấy đã tổn thất quá lớn rồi. Đúng vậy. Anh hai con ít cổ phần, tổn thất cũng ít. Khác với Chiêu Thuận, mang căn nhà thế chấp cho ngân hàng, đầu tư hết toàn bộ gia tài. Anh ấy còn mượn của người ta một khoản tiền lớn, nay đã bị một cơn lửa thiêu rụi tất cả. Anh hai con cũng cảm thấy tự trách lắm. Trước kia, nếu không phải anh ấy không ngừng khuyên Chiêu Thuận mua lại Thuận Hải Hiệu, thì đâu có xảy ra chuyện bất hạnh như vậy. Thật ra dạo này chuyện làm ăn của Đại Hải không ngừng thua lỗ. Nhà của anh ấy, Dương Hãn, tất cả mọi thứ tạo ra tiền và tất cả bất động sản đáng tiền đã mang đi thế chấp hết để vay tiền. Tối qua anh ấy còn giúp tôi giải dây, giúp tôi hết mình. Thú thật là tôi. Thực ra hôm qua phải chứng kiến cảnh đó, anh ấy không thể nào kiềm chế được, cho nên đã giúp anh giải dây, đứng ra bảo lãnh cho anh. Anh hai còn nói nếu anh ấy đã hứa rồi thì nhất định phải làm được. Bây giờ anh ấy đang đi vận động bạn bè cho mượn tiền. Thật là khổ thân cho cậu ấy. À đúng rồi, anh hai em nói nếu 10 giờ anh ấy không kịp đến đây, dặn em thay anh ấy giúp về bọn người đến đòi nợ. Nhưng anh yên tâm đi,
Anh ấy em nói nhất định anh ấy sẽ mượn được tiền. Anh hai con đúng là một người tốt. Bản thân cậu ấy cũng đang gặp khó khăn, nhưng vẫn ra tay giúp đỡ cho nhà bác. Đi đi đi. Đi, mau lên. Mọi người đi mau. Mau lên. Chúng ta rồi. Đi đòi nợ. Mau lên đi. Không có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Mèo. Không được để làm chi phượng chạy thoát. Đi, đi lên. Học sinh lớp 1 chiếu theo bài ở trên bảng, chép 20 lần. Còn học sinh lớp cao hơn, học thuộc 22 bài giặt vũ. Lát nữa thầy sẽ bắt từng người trả bài. Em nào không thuộc bài sẽ bị phạt đứng, cho tới tăng trường mới thôi. Bài 22, giặt vũ. Chị dâu giặt áo, em chồng hỏi tại sao. Học sinh lớp 5. Chị dâu nói lấy sách ra, phải giặt sạch sau khi mặc. Lật qua trang 27. Em chồng lấy búp bê ra, cởi áo cho chị dâu giặt. Chị dâu liền dạy em chồng giặt, sau đó mang ra phơi trên sào. Đi, đi lên, đi. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên, đi. Đừng học gạt tôi. Thế nào là thể hiện thành ý lớn nhất chứ. Những lời anh nói chỉ là nói suông thôi. Mau trả tiền đi. Hả? Trả tiền đi. Có chuyện gì từ từ nói. Chúng ta cùng làm cùng sớm. Sao phải ra tay như vậy? Sơn Hà. Sơn Hà. Dừng tay. Anh hai. Sao đây? Các người ở đông người, định dùng bạo lực hả? Thôi được. Đừng nhắm vào tôi nè. Đừng nhắm vào tôi nè. Lại đi. Lại đi. Đại Hải, đừng xúc động. Anh cũng nên làm như vậy. Chưa thuận à? Bởi vì tôi thiếu nợ của họ. Họ đến đây đòi nợ là lẽ đương nhiên thôi. Cho dù có tới đòi nợ, cũng không cần đụng tay đụng chân. Tôi thiếu nợ ông Dương nhiều nhất. Tất nhiên anh ấy phải nôn nóng rồi. Phản ứng tự nhiên, không ai tránh khỏi. Hôm nay đặt trường hợp là anh, e rằng cũng có thái độ như vậy thôi. Sơn Hà, anh thấy áy náy lắm. Vì chuyện của anh làm em phải ăn đòn. Mọi người coi, cho dù tới đòi nợ cũng không được hành hung người ta như vậy. Mọi người nhìn xem, hắn đã cầm dao trong tay để thỏa thuận với chúng ta. Anh mang ý đồ gì vậy? Dương Hữu Lương, anh đừng chỉ để tình cảm. Cây dao này cách đây mười mấy năm, Chiêu Thuận tặng cho anh hai tôi. Chuyện này mọi người đều biết. Anh hai tôi quý trọng đó, cho nên lúc nào cũng mang theo trong người. Có ai dám nói không biết chuyện này không? Dương Hữu Lương kia, mọi người không chịu tin tôi bảo lãnh, cũng không tin Chiêu Thuận có thành ý trả nợ. Vậy ý các người cố tình dồn Chiêu Thuận vào chỗ chết hả? Hả? Như vậy mà anh coi là thành ý à? Hồ Đại Hải, nè anh đang nợ nần đầy người, tự lo còn chưa xong, anh mau xéo khỏi đây đi. Đúng rồi, cút lên, xéo đi. Cút đi, cút đi, xéo đi. Anh muốn có mặt tôi hay sao vậy? Đại Hải chưa thuận, anh đừng có dở trò với chúng tôi nữa, đúng không? Đúng rồi, đừng có dở trò, đừng có dở trò đây. Có nhiều quá. Bà con, hôm nay chúng ta không thể về tay không. Nhà của Lâm Gia đã thế chấp rồi, không thể khiêng đi. Tôi khẳng định trong nhà họ vẫn còn đồ đáng tiền. Mở vô kia đi. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Đừng mơ, đừng mơ. Ê, qua đây, đây. Trời ơi. Đi ông đi con. Đừng đi. Đi tay luôn, lấy luôn. Lấy đây. Trời ơi, đừng qua, cũng đi. Đại Hải, cứ bà kè họ đi. Đừng không, không để yên cho chúng ta luôn. Không được, không thể cho họ làm vậy. Không được khiến đi. Đi về, đi về. Đi lên, dừng tay. Không được khiến bà. Đi đi, có nhiều cái hả đi. Dọn sạch đây. Đừng mơ. Lấy cái này nữa nè. Đội chú ý ai hết. Dành lên. Không quý dọn luôn. Đi về đi. Đừng làm vậy mà. Chưa thuận hết vậy. Anh nói gì đi. Làm ơn đi. Chưa thuận à. Chưa thuận. Làm ơn đi. Anh nói gì đi. Đừng có khiên bà. Không được khiên. Đừng bà. Đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà. Đồ của chúng tôi. Trả lại đây. Chị lên hết đi. Đừng có khiên đi hết bà. Đừng hết đi. Đừng hết luôn. Đừng hết đi. Nhanh lên, nhanh lên. 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 Cái này nữa. Nhanh lên. Đừng làm như vậy mà. Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt, Lâm Mẫn Nguyệt. Sao con lại ngơ ngác như vậy? Con đã thuộc bài chưa? Bài 22 giặc vũ con trả cho thầy nghe. Mau. Bài 22 giặc vũ. Giặc vũ. Giặc vũ.
Giặt vũ, giặt vũ, giặt vũ. Con giặt kiểu đó quần áo rách hết rồi. Bài 22, con đã thuộc hay chưa? Vậy thì phạt con đứng. Đến trưa nay tan trường. Hứa Bích Dân, con trả bài 22 cho thầy. Bài 22, giặt vũ, chị dâu giặt áo. Em chồng hỏi tại sao, chị dâu nói quần áo phải giặt sạch sau khi mặc. Em chồng lấy búp bê ra, cởi áo cho chị dâu giặt. Chị dâu dạy em chồng giặt, sau đó mang ra phơi trên xào. Hả? Đừng mà, đừng mà, tôi giặt sạch cái đó. Lấy cây đàn, cái gì cho cậu mà. Đừng mà, cái đàn của tôi. Đừng mà. Chủ tịch, chủ tịch. Hai, ba, lên. Đi, đi lên. Lên, lên. Đi. Rồi, còn cái nào không? Thiên hết. Dừng tay. Hả? Đại Hải. Dừng tay. Tất cả mọi dừng tay. Dừng tay. Không được bắt cái gì đi hết. Sao anh lớn tiếng vậy chứ? Kể cái chiêu thuận cũng không là tiếng. Tiền đâu? Trả tiền cho tôi đi. Không phải anh đòi bảo lãnh cho hắn hay sao? Được. Tôi sẽ trả nợ giùm chiêu thuận. Các anh đứng đây chờ tôi. Tôi đi gom tiền mặt về. Tất cả mọi đồ đạc trong nhà, xem như hội đại hải tôi mua lại các anh. Sơn Hà, em đi coi chừng. Tuyệt đối không để cho họ mang cái gì đi. Anh sẽ về ngay. Ông chủ à, tiền anh cần để mang đến rồi nè. Sao đi chậm quá vậy, tôi đang cần nè. Tiền các người đã có rồi. Vừa rồi tôi đã nói, nếu ai khiêng bất kỳ thứ gì đi thì không được nhận tiền. Các người theo tôi tới phòng làm việc. Tôi không hề thiếu ai một xu. Đại Hải, kiếp này tôi sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Chúng ta là bạn thân mà khách sáo làm gì. Ít ra tôi có thể góp sức phần bọn. Không sao đâu. Đi, tất cả theo tôi. Đi, lấy tiền. Đi, lấy tiền. Lấy tiền đi. Sau này chúng ta lấy gì đền đáp ân tình của Đại Hải đây? Mẹ, tục ngữ có câu khổ tận cam lai. Chỉ cần chúng ta có thể sống cho khỏe mạnh sẽ có hy vọng mà. Y như tờ giấy trong tay của Chiêu Thuận, đó là hai chữ lòng tin do Mẫn Nguyệt viết. Chỉ cần chúng ta giữ được lòng tin sẽ có ngày khổ tận cam lai thôi. Hay là như câu mẹ nói hôm trước, là phúc không phải quà. Chiêu Thuận, anh nghĩ có đúng không? Đây có thật là chữ của Mẫn Nguyệt viết không? Đúng vậy, em nhận ra chữ của nó mà. Thì ra do Mẫn Nguyệt viết. Sáng nay mẹ đã thấy tờ giấy này và tô tiền lẻ để ở trên nắp đàn piano rồi. Mẹ còn tò mò không biết có chuyện gì. Nếu nói vậy, tô tiền lẻ đó, tô tiền lẻ mà chị hai lấy đi là của Mẫn Nguyệt sao? Từ đâu Mẫn Nguyệt lại có nhiều tiền lẻ tới như vậy? Chẳng lẽ nó phá ống heo ra sao? Mẫn Nguyệt, con nhìn con. Mẫn Văn và Mẫn Mẫn thì chơi dưới nước, Kiến Hiền cũng lo chơi, nhưng nó lại thích leo lên mấy tảng đá. Con phải ghi nhớ lời dạy của ba. Làm việc gì con phải noi gương của Kiến Hiền. Sau này bất luận gặp chuyện gì bất trắc, cũng đừng bao giờ nản lòng bỏ cuộc. Phải can đảm ngước mặt lên đương đầu. Nhìn về phía trước, nhìn lên phía trước, cố gắng dựng lên phía trước. Đừng bao giờ để cho người ta xem thường con đó. Nhớ kỹ nha. Người có thể đánh mất tất cả mọi thứ, nhưng không thể mất lòng tin. Tuyệt đối không thể mất lòng tin. Ta leo lên đỉnh rồi. Vậy tại sao Mẫn Nguyệt phải mang tờ giấy và tô tiền lẻ để ở trên đàn piano? Tờ giấy này là nó cố tình để cho con đó.
Nó biết mỗi buổi sáng thức dậy cô đều luyện đàn piano. Minh Nguyệt có biết chuyện chiếc tàu bị cháy không? Hôm qua lúc chiếc tàu bị cháy, nó đứng phía sau các con và có theo ra cảng cá nữa. Ý thầy nói phải mua sách theo giáo trình mới. Bây giờ vì muốn kịp theo thời đại mới, cả nước đều đã thay bằng sách giáo trình mới rồi. Thầy nói là sách giáo trình mới, không phải nói là dạy mới đâu. Hả? Dạ. Đồ ngốc. Cuốn sách mà cô mượn của Lâm Chính Cát tuy là còn rất mới, nhưng nó vẫn là giáo trình cũ đã bị đào thải rồi, không phải là sách mới của giáo trình mới. Do đó, ngày mai con vẫn phải đóng tiền để mua sách mới được. Thấy chưa, tại em đó, đúng là ngốc mà. Còn đôi giày này, con hãy mang về nhà đi. Lồng đèn đây. Dù đủ màu đi. Ê, sao vậy con? Mẫn Giang đã hiểu lầm ý của thầy rồi. Đôi giày này không cần dùng tới. Con mang trả cho chú. Không sao đâu, không sao đâu. Nè. À, ăn kẹo đi. Ăn kẹo ha. Tự lấy đi ha. Nè. Con không cách sáo đâu. À, ăn đi. Nè, Mẫn Giang. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Khang Khái. Con chào chú Khang Khái. Cảm ơn chú Khang Khái. Chào con. Chú. À Tú cũng vậy nữa, đã phân công chúng ta đi rửa tàu, nào ngờ chị ấy lại bị bệnh chứ. À đúng đó, phen này mệt cho mình rồi đó. Mỗi buổi chiều mà phải rửa nhiều tàu vậy, e là làm tối cũng không xong luôn á. Phen này hả, chắc bị chửi. Đúng vậy đó. Kiến em hết đó. Mẫn Giang, chị bỏ quên cuốn sách ở trong ngăn tủ rồi. Chị phải quay lại lấy. Các em về nhà trước nha. Còn nữa, sau khi về nhà, em đừng xin ba mẹ cho tiền em đi mua sách nữa nha. Chị sẽ cho em có nhớ không? Chị ơi, còn đôi giày bata của em, chừng nào mới mua? Không phải chị đã nói chờ thêm vài ngày sao? Vài ngày hả? Chị hứa đó nha. Chị hứa? chị tốt quá đi. Vậy em về trước á, em chào chị nha. Em chào chị. Đi. Ông trời mà nhìn thấy cũng sẽ cảm động rơi nước mắt. Bất luận tôi nói sao với Dương Hữu Lương, hắn cũng không chịu nhận lời. Hắn cứ bắt anh tới công ty của hắn làm việc dài hạn trên tàu diễn Dương. Bắt tôi lên tàu diễn Dương đánh cá? Đúng vậy. Hắn trừ lương anh xem gì để xóa nợ. Về chuyện này anh cần phải suy nghĩ cho kỹ. Tàu diễn Dương mà ra khơi, không phải chuyện vài ba tháng có thể trở về. Nhưng mà ngoài cách này ra, tôi không còn biện pháp khác nữa. Căn nhà này tôi cũng đã cầm cố lâu rồi. Nếu như tôi không trả tiền đúng hẹn, ngân hàng sẽ đến đây lập tức niêm phong căn nhà này của tôi. Tới lúc đó, Tâm Lan và đám con của tôi e rằng chỗ trú mưa cũng không có nữa. Anh hai, chúng ta có thể nghĩ thêm cách khác không? Sơn Hà, anh hai của em đã giúp anh hết mình rồi. Huống hồ anh còn thiếu nợ anh hai của em khá nhiều. Anh nghĩ ngoài cách này ra, anh không còn lối nào khác. Em nghĩ chuyện anh đi tàu nên bàn lại với mẹ trước, nghe mẹ nói xem sao đã. Nhưng bất luận thế nào, tôi cũng phải cảm ơn hai anh em của anh. Chuyện ra nông nổi này, nhưng mà hai anh em của anh vẫn không ruồng bỏ tôi. Thật lòng cảm ơn. Chú Thuận à, tôi thật sự có lỗi với anh. Nếu như trước kia tôi không khuyên anh đầu tư mua tàu, thì hôm nay anh không bị như vậy rồi. Trời ơi, chính tôi đã hại anh. Nè, anh đừng có nói như vậy. Đây là số phận, sao lại trách anh được. Bây giờ tôi chỉ nghĩ cách, bằng cách nào mới có thể mượn được tiền. Mẹ lên. Hả, vậy rồi hả? Ba, mẹ, chờ chú Đại Hải, chờ chú Sơn Hà. Quang, tan trường rồi hả? Dạ. Cái con thông minh lắm, biết lấy cái này làm dù ha. Kiến Hiền, Mẫn Nguyệt đâu? Đúng rồi. Dạ, chị hai đâu?
Ôi trời ơi, tại sao mỗi người vẫn chưa trở về? Có phải mắc mơ không về được không? Để con đi tìm nó. Được được. Chị hai hết đưa tiền cho con, sao bây giờ chưa thấy về vậy? Chị con nói đưa tiền cho con hả? Dạ phải, con phải mua sách mới. Chị hai nói không được xin tiền của ba mẹ nữa, chị ấy sẽ cho con. Sao chị con có tiền? Chị hai có tiền chứ. Tối hôm qua chị hai đã phá bỏ mèo của mình rồi. Nhưng mà không phải cho em đâu đó, mà là cho anh mua giày bata mà. Chính chị hai vừa nói kia mà. Chị hai nói không nên xin tiền ba mẹ, chị hai sẽ đưa tiền cho em. Vừa rồi chị hai đã nói như vậy. Tại sao chị hai lại nói không nên xin tiền ba mẹ vậy? Chị hai nói ba không có tiền, mẹ cũng không có tiền, kêu con nên làm phiền ba mẹ. Em mà không làm phiền hả? Em mới là người phiền phức nhất á. Anh phiền thì có. Anh phiền hả? Sáng em làm hại chị hai bị đòn nữa đó. Tại chị hai không cho em bước xuống giường. Chị hai chỉ nói kêu em đừng có xin ba mẹ cho tiền, kêu em đừng có làm phiền họ. Vậy mà em lại khóc, em mới làm hại chị đó. Em còn chối nữa hả? Hôm qua chị hai không cho con xuống giường, còn đòi đánh con. Đó là gì? Nó không cho con đến xin tiền ba mẹ sao? Không cho con làm phiền ba mẹ sao? Dạ phải. Con là chị hai, không phụ ba mẹ coi chừng em. Con chồng cho tụi nó khóc. Con làm chị hai như vậy sao? Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt. Anh là con trai qua. Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt. Chiêu Thuận, Chiêu Thuận. Khai Khai, em có nhìn thấy Mẫn Nguyệt không? Mẫn Nguyệt ra bãi biển rồi. Chiêu Thuận, Chiêu Thuận. Mẫn Nguyệt đã biết chuyện anh phá sản bị người ta siết nợ rồi, cho nên nó đau buồn lắm. Sáng nay nó đi học còn khóc nữa đó. Mẫn Nguyệt là đứa bé hiểu chuyện, anh đừng có cho nó biết em kể cho anh nghe nha. Mẫn Nguyệt, bà có lỗi với con, bà có lỗi với con, bà đã nói quan cho con,
Bà ơi, Mẫn Văn, số tiền này ngày mai con mang đi nộp cho thầy để mua sách mới nha. Nhớ kỹ đó, đây là số tiền chị hai đi rửa tàu giùm người ta giúp trả mới có. Con nhất định cố gắng siêng năng học hành mới không phụ lòng của chị hai. Cảm ơn chị hai. Ba, ở trong làng sắp mở hội thể thao rồi, con đăng ký tham gia thi chạy bộ, phải mua giày ba ta, chừng nào mới mua vậy ba? Kiến Hiền, đừng làm phiền ba con nữa. Tiền mua giày đó hôm khác mẹ đưa cho con, hả? Giày ba ta không rẻ đâu. Tiền có thể đi kiếm mà. Ngày mai, Mẫn Nguyệt đi học, em đi rửa tàu. Anh đi. Như vậy không được đâu. Anh là trụ cột trong gia đình này, có lý nào lại để anh làm chuyện đó chứ? Anh... Người không sợ nghèo, chỉ sợ lười biếng. Ông trời không thể làm khó chúng ta được. Anh nghĩ có đúng không? Hử? Con nghĩ có đúng không? Ừ. Tục ngữ có câu, hoạn nạn là thử thách, không chịu gian khó không thành Phật. Kiếp nạn này có lẽ là do ông trời thiện ý sắp đặt, để cho chúng ta biết được gia đình chúng ta giàu có tới chừng nào. Con người vợ hiền thục như nó và những đứa con hiểu chuyện như vậy, đây chính là gia tài kiếp này của con. Con cần phải biết quý chuộng và hết mình phấn đấu. Con không nên phụ lòng vợ con và con. Con biết rồi. Trong kiếp này, con sẽ dùng mạng sống của con để quý chuộng vợ con. Ba ơi, thế nào là quý chuộng vậy ba? Đây chính là quý chuộng nè. Hả? Ba đã quyết định ký hợp đồng với công ty để lên tàu diễn dương, đánh cá kiếm tiền. E rằng sau này không thể lo cho các con nhiều hơn. Dù sao thì ba cũng là trụ cột trong gia đình. Gia đình này cần phải do ba gánh vác. Sau này ba vắng nhà, con phải giúp đỡ ba chăm sóc các em nhỏ đó. Còn nữa, thay ba chăm sóc mẹ con. Quan trọng nhất là nội con. Ba.
Mười năm rồi. Mười năm đã qua. Ta hận mà. Tâm Lan, đứng lại. Chị đứng lại. Chạy đâu vậy? Đứng lại đi. Chạy đi đâu vậy? Đứng lại. Đại Hải, chúng ta khuyên cô ấy đi. Đừng, thả em xuống đi. Một, hai, ba. Của chúng ta sắp bị trôi rồi kìa. Mau lên đi. Không, chúng ta chờ đi. Để coi thử ông trời bắt cặp như thế nào hả? Ý của anh là sao? Chúng ta chờ tới khi nước lên, theo dõi sóng biển. Lúc dâng lên, cuốn mấy cái cuốc đi. Anh và tôi xem cuốc của ai cùng với cuốc của Tâm Lan trôi dạt đến gần bên nhất, chứng tỏ ý của ông trời. Sau này sẽ cho Tâm Lan bắt cặp như gì đó. Nói bậy, em sẽ không lấy một trong hai anh đâu. Ê, mau, sống dỗ vào rồi kìa. Nè, coi kìa. Đi. Ê. 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 Tâm Lan, em xem đôi cuốc của chúng ta. Tâm Lan, đi. Anh ạ, đừng mà. Không phải là dịp Tết, cũng không phải sinh nhật. Sao lại mời chúng tôi đi ăn sủi cảo vậy? Chờ khăn cái tới nơi, tôi sẽ tuyên bố lý do. Khăn cái, hả? Đi. Mời em tới Bắc Vương quán ăn sủi cảo. Có chuyện tốt lành vậy sao? Đi. Bác chàng kia mà, đi ăn chung nha. Bác cũng muốn đi, nhưng bác phải lại coi tiệm mới được á. Rồi các con đi đây. Đi. Đi đi. Được, 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 đi. Được rồi, đi. Ê, Đại Hải. Dạ. Không phải con có sự thích sưu tầm đao kiếm cổ hay sao? Xem cho bác cây kiếm này đáng giá nhiêu tiền đây. Bà dạng kia mà đừng cười con nữa. Chẳng qua con có mấy cây đao kiếm bậy bạ từ thời Minh Thanh thôi, đâu phải sưu tầm đao kiếm gì. Từ đâu bác có cái kiếm này vậy? Chính là thằng mập tên Phúc ở cuối làng mình á. Hắn mang tới cho bác để trừ nợ. Con coi đi. Đoạn tin. Nghe Phúc nói cái kiếm này ngày xưa do một người tu hành tặng cho hắn. Hắn nói người tu hành đó đã dùng chích cây kiếm này để cạo đầu đó. Hay gì vỏ kiếm bên ngoài khắc hai chữ đoạn tình. Con nghĩ là chủ nhân cây kiếm này là một người thất bại trong tình trường đó. Cho tôi coi. Nè, cây kiếm này không tệ đâu. Có lẽ thuộc thời nhà Thanh. Cho em mượn xem. Đáng giá 2 đồng tiền bạc. Nếu như là con sẽ sưu tầm. Con được, còn bác thì không. Bác bán lại cho con. Bán cho con hả?
Không được. Cây kiếm này nó... Cây kiếm này... Đại Hải, nếu anh thích cây kiếm này thì anh mua lại đi. Em nghĩ anh và cây kiếm này có duyên lắm đó. Thôi đi. Hôm nay anh không mang theo tiền. Trời ơi, chuyện nhỏ thôi mà. Ngày mai anh đưa cũng được vậy. Hả? Cứ nhận kia mà, cứ vậy đi ha. Đi. Đi. Sơn Hà, em cho anh mượn đỡ 2 đồng tiền. Anh phải mua lại cái kiếm này, tặng cho Đại Hải. Có rồi, sủi cảo đây rồi. Xin mời. Ăn sủi cảo đi, mọi người cứ tự nhiên nha. Ăn đi. Xin mời. Hôm nay tôi mời mọi người họp mặt, mời mọi người ăn sủi cảo là có lý do đó. Lý do gì vậy? Đúng đó, lý do gì? Nói mau đi. Tôi có chuyện vui cần tuyên bố. Chuyện vui? Hả? Là chuyện vui gì? Tâm Lan đồng ý lấy tôi rồi. Hả? Chúc mừng. Anh vừa nói gì? Chúc mừng. Sáng nay tôi cầu hôn Tâm Lan. Tâm Lan đồng ý lấy tôi rồi. Là thật hay giả đây? Tất nhiên là thật rồi. Như vậy thì tốt quá. Chúc mừng. Phải ăn thêm mấy tô nữa nha. Chúc mừng. Tự nhiên. Chúc mừng hết. Bây giờ phải chịu chị hai rồi đó nha. Đúng. Chúc mừng. Xin mời cạn lên. Cảm ơn. Cạn đi, anh hai, uống đi. Anh hai. Nè, anh hai. Chị hai à, hôm nay chị phải uống đó nha. Hôm nay là ngày hệ trọng, cạn chén. Chúc mừng đôi trai tài gái sắc. Nào, cạn. Cạn. Chúc mừng. Đại Hải, sao anh không nâng ly? Anh quên rồi sao? Chúng ta từng thề ngay trước mặt quan lão gia. Sau này không cần biết tôi hay là anh lấy được Tâm Lan. Những người còn lại phải thành tâm thành ý, vui vẻ phấn khởi để chúc mừng đối phương. Anh quên rồi sao? Đâu có, tất nhiên tôi nhớ mà. Chẳng qua ngày xưa tôi cho rằng Tâm Lan sẽ lựa chọn tôi, sau này nhất định lấy tôi thôi. Rốt cuộc anh đã đoán sai rồi. Người mà Tâm Lan chọn là tôi, sao cùng cô ấy đã quyết lấy tôi? Hế, thua là phải uống cạn đó. Anh phải chúc mừng tôi, cạn ly. Đúng vậy, người thắng cuộc dẫn Tâm Lan đi, kẻ thua cuộc thì phải đi khỏi. Nè, uống cạn đi. Cạn đi. Xin mời. Anh hai tôi hay nói đùa, như vậy chứng tỏ anh hai tôi không sao hết. Đúng, phong bổng quân tử mà, có đúng không? Chúng ta chúc mừng họ nha. Hôm nay nhất định á, phải ép họ uống say luôn. Phải. Cạn. Mời. Không say không về. Cạn. Mời. Không say không về. Hả? Nè, cho anh niềm vui ngạc nhiên. Cái kiếm này tặng cho anh. Sáng sớm ngày mai em phải làm phiền anh chuẩn bị cho em một chút bột mì, rồi em làm bánh ngọt mang ra chợ bán, đắp cho tiền ăn hàng ngày. Được. Anh quyết ký hợp đồng với ông Dương. Không được. Anh có còn nhớ hay không? Mẹ đã từng nói rằng mạng của ba và anh đều kỵ nước. Mấy năm trước ba ra khơi, không quay trở về nữa. Anh muốn làm nghề gì cũng được, nhưng em không cho anh ra khơi đâu. Trời ơi, sao em lại mê tín như vậy? Anh không sao đâu. Với lại, nếu anh không tranh thủ lên tàu cho sớm, anh sợ Hữu Lương sẽ... Em nói em không đồng ý là không đồng ý. Tâm Lan à, anh biết là em ngại anh ra khơi. Em sợ không may anh... Đúng. Chúng ta sống khổ một chút cũng không sao. Em không muốn anh rời xa em. Tâm Lan à, em nghe anh nói đi. Anh... Đừng nói nữa. Nước nguội hết rồi kìa. Anh mau tắm đi. Em kỳ lưng cho anh nha. Đi. Hữu Lương à, cậu làm vậy khác gì dồn chua thuận vào chỗ chết chứ. Vậy tiền nợ đó không may người ta ép tôi trả, tôi nên làm sao đây? Thực ra chưa thuận cứ ý định lên tàu. Chẳng qua gì Tâm Lan nói chưa thuận về ba của anh ấy,
Tiêu Kỳ Nước, chị ấy sợ Chu Thuận ra khơi không trở về. Mê tín, vậy là khỏi trả nợ rồi. Được, không cần nói gì nữa. Ngày mai tôi sẽ triệu tập thêm người tới nhà Lâm Chu Thuận khiêng hết đồ đạc mang về nhà. Ê, khoan đã, khoan đã. Có chuyện gì từ từ nói ha. Có chuyện gì mà phải bàn chứ? Sơn Hà, cậu kêu Chu Thuận nhanh chóng lên tàu đi. Tốt hơn hết là mùng 6 tháng sau. Nè, không được đâu. Cuộc thi đánh trống là mùng 8 tháng sau. Ít ra cho anh ấy thi đấu xong mới đi chứ. Không được. Trời ơi, Vũ Lương à, có cần tôi quỳ xuống xin anh không vậy? Anh hai, 2 năm qua Chu Thuận đã giành giải nhất trong cuộc thi. Không may lần này anh ấy ra khơi, như anh ấy một đi không trở lại, có khác gì ôm hận suốt đời. Bởi vì lần này anh nhất định phải cho anh ấy dự thi xong mới đi, bất luận thắng thua. Tại lúc đó, cho dù anh ấy có gặp tai nạn thì có chết cũng được yên lòng mà. Nè, em kỳ lưng cho anh nha. Anh xem, lưng của anh có một cái bớt, một là hình ngôi sao, bên cạnh còn có một hình mặt trăng nữa. Ngôi sao là em, mặt trăng là anh. Ngôi sao tới đâu, mặt trăng sẽ đi tới đó. Hả?